Trần Duy Nam ở ấp Hòa Ngãi, xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An cho biết, tiệm hớt tóc này tồn tại đã rất lâu. Căn tiệm sập xệ, tất cả những món đồ đều đã cũ, phục vụ bà con địa phương với giá bình dân. Nhưng cũng nhờ đó mà chủ tiệm hớt tóc là anh Lê Phát Bình nuôi được gia đình, cho con cái ăn học. Vậy mà gần 2 tháng nay, tiệm hớt tóc phải đóng cửa do anh Bình đã gặp điều không may. Cháu anh Bình thì nói chung anh cũng vất vả, hớt tóc thì hớt rất bình dân. Từ khi mà cái ngày mà anh ngã bệnh tới giờ thì thấy gia đình càng khó khăn hơn nữa. Anh cũng không có nhà, ở nhà nhà mẹ già, thì 3 đứa con, 2 đứa con nhỏ. Cái tiệm hớt tóc này cũng cắt nhờ trên đất của ông cậu nữa. Thì nói chung cũng không may là anh bị phỏng bô xe. Bô xe thì cái anh bị nhiễm trùng. Nhiễm trùng thì khi mà anh ở nhà anh chịu hết nổi rồi á, anh mới đưa vô bệnh viện Long An, là coi như cái chân là nó hoại tử hết trơn rồi. Đó, rồi bệnh viện Long An mới chuyển lên Chợ Rẫy. Lên Chợ Rẫy được khoảng chưa đầy 10 ngày. Là coi nhà không có điều kiện thì mới xin chuyển trở về bệnh viện Long An. Cái vết thương thì mình không có thấy được trực tiếp, thấy chỉ là khi thấy vô thăm ảnh thì thấy cái chân băng lại thôi. Còn những hình ảnh là khi mà đang rửa vết thương rồi này nọ là cái đó là do bác sĩ cung cấp. Cuộc sống vốn chật vật, anh Lê Phát Bình chẳng có thời gian để ý đến sức khỏe. Một vết phỏng bô xe tưởng sẽ mau lành thôi, nhưng không ngờ lại làm xáo trộn cuộc sống của anh quá nhiều. Cả cuộc đời của anh cũng có nguy cơ bị thay đổi nếu quá trình điều trị không tiến triển tốt. Con sợ không biết hết không? Bác sĩ nói sao mà cô sợ vậy? Không, mà bác sĩ nên đi không được là phải tháo khớp đó. Tháo khớp thì mình không quan trọng, mà sợ tháo cao quá chết quá. Bị nhà con thằng cũng bệnh nữa. Thằng kia cũng bệnh mới 8 tháng tới ngày. Mà đi có mình cô với nó. Thành ra cô sợ. Ngày qua sốt, nguyên ngày qua ngày kia đâu ăn uống gì, bữa nay mới hơi tỉnh tỉnh đó. Cái đầu quá nó bị phong bô, mình đâu có biết. Thì đau mình tưởng nó như bình thường, đi mua thuốc uống. Cái đầu tự nhiên nó sưng lên, nó phù hai cái giò lên, nó phù cái giò lên đó. Nó bự nứt da luôn á. Nó phù cứ bắp đầu vậy đó, từng đi đâu được. Mới chạy lên đây nè, nhập viện. Nhập đâu được bữa, hai bữa vậy đó. Mới chuyển đi lên Chợ Rẫy luôn. Tính năng nó phong bô mình bữa hay bữa là hết chứ gì. Đâu có nghĩ nó bị dữ như vậy. Lên tới đây thì nó phù ra quá trời da. Tối đêm đó ngủ đâu có được, nó nhức. Lên đây khám mới biết bị bệnh vậy. Chứ còn không khám chứ không biết đâu. Thì lên tới Chợ Rẫy nằm cái mẫu luôn á, đâu biết gì nữa đâu. Bác sĩ nói mình là bị gì? Bị gì tiểu đường rồi. Những trùng máu hoại tử tùm lum luôn á. Chắc mẹ ba bữa là nó hành sốt à. Nó hành sốt liên tục mà. Đi lên Chợ Rẫy nó cũng hành nằm. Cái tuần đâu ăn uống được gì đâu. Nằm sành sốt không à. Nóng đi nóng lại hoài nằm. Vậy là hành trang chiến đấu với bệnh tật của anh Bình vẫn còn dài ở phía trước. Bác sĩ đang cố gắng điều trị cho anh, hy vọng một kết quả khả quan sẽ đến trong những ngày sắp tới, giúp anh thực hiện được ước mơ lành bệnh, trở lại với tiệm hớt tóc của mình. Mình nhiều lắm con ơi, nó không có bớt khi mà đỡ vậy rồi đó, cô theo phải đỡ vậy. Tại vì bác sĩ nói là bệnh này cũng có 4-5 tháng nó mới hoàn chỉnh, nhưng mà mình không biết cái thương trọng nó là sao. Bác sĩ có trả lời nếu điều trị được, không được bác sĩ cũng dẫn chuyển trở lên. Bữa hổm cô xuất viện ở trên ra Chợ Rẫy á, bác sĩ chẳng có trả lời, gửi đây là gửi tạm thôi chứ không được cũng phải trả về. Nó chưa bệnh thì mình đi hớt tóc kiếm tiền để nuôi con với mẹ đâu, chứ đâu có làm gì nữa. Tại vì mình sống đâu có đất ra gì đâu. Chỉ có đất của ông cậu đó cho cái tiệm nhỏ tóc để nuôi sống gia đình thôi chứ. Rồi bây giờ anh bệnh á thì gia đình sao? Thì biết sao giờ.
chào làm gì giờ người sống giờ để anh giấy cho cái mong hết thằng về đang làm nữa chứ. Vết thương vẫn tiếp tục bị hoại tử, từ mẫu da thịt chết bị loại bỏ làm anh ngày càng xa hơn với ước mơ đơn giản đó của mình. Bản thân anh đang gắng sức từng ngày, nhưng không biết ngày anh ra viện liệu cơ thể có còn vẹn nguyên. Hộ của anh là Lê Phát Bình là đặc biệt khó khăn, anh đang coi như là gặp sự cố tai nạn xảy ra, vết thương bỏng quá nặng, thành thử ra giờ không có tiền chạy chữa. Tôi là trưởng ấp, là đại diện cho là chính quyền trong ấp, địa phương ở ấp cũng nhờ tất cả các mạnh thường quân coi như gần xa cũng các nhà hảo tâm ủng hộ để em coi như là có điều kiện đến điều trị coi như là để hết bệnh. Thưa quý vị, do kinh tế khó khăn, gia đình anh Bình vẫn phải ở chung nhà với mẹ và gia đình người em trai. Người em này cũng đang trong thời gian điều trị sau tai biến. Ai cũng có hoàn cảnh riêng, không hỗ trợ được nhau nhiều. Không chỉ vậy, anh Bình còn có con nhỏ cần phải được chăm nom. Chúng tôi mong rằng qua chương trình này, hoàn cảnh của anh sẽ nhận được sự đồng cảm, sẻ chia từ những nhà hảo tâm gần xa. Để giúp đỡ cho anh Lê Phát Bình, quý vị hãy gửi về Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Long An, số 4 đường tỉnh 827, phường 7 thành phố Tân An, tỉnh Long An, số điện thoại 0272 3822 529. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Thưa quý khán giả, gia đình không có ruộng đất nên phải làm lụng cả ngày để lo cho gia đình và nuôi con khôn lớn. Bà Trần Thị Xem ở xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An không ngại bất kỳ công việc nặng nhọc nào, kể cả đào đất, leo dừa. Vất vả cả đời, vậy mà đến khi bệnh tật vẫn chưa được êm ấm ở trong căn nhà khang trang như bà từng ao ước. Sau khi chương trình Vượt Qua Hiểm Nghèo về hoàn cảnh của bà Trần Thị Xem phát sóng, đã có nhiều nhà hảo tâm đóng góp, hy vọng phần nào giúp được cho hoàn cảnh của bà trong thời điểm bệnh tật khốn cùng. Danh sách ủng hộ chị Trần Thị Xem, xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, phát sóng ngày 25 tháng 12 năm 2019, bệnh ung thư phổi. Đại lý vé số phát Gò Đen 500.000 đồng, Úc An điện máy thu ngân Bến Lức 200.000 đồng, Quỳnh Quang Mực Trần Thị Mỹ Trân Canada 500.000 đồng, Bùa Cao Sơn Canada 500.000 đồng, Quang Tuấn Trình Canada 250.000 đồng, Nguyễn Minh Triết Canada 200.000 đồng, Nguyễn Thị Tuyết Mai Trương Giang Quang Nguyễn Phúc Long Nguyễn Bảo Anh 800.000 đồng, Đại Đức Thích Quá Minh và Phật tử Hai Chùa Long An Thiên Phước 550.000 đồng, gia đình ông Lương Minh Đáng 3 triệu đồng, bé Hoài Anh Tân Trụ 100.000 đồng, Bùi Thị Đẹp Nguyễn Hoàng Oanh 200.000 đồng, Thanh Thủy Thanh Trúc Thanh Sơn 500.000 đồng, gia đình chị Tâm phường 1 thành phố Tân An 250.000 đồng, Ni sư Tắc Đức Chùa Tôn Dân 100.000 đồng, Liên sư An Huệ chùa Phật Huệ 50.000 đồng. Năm bé Xuân Thư Ngọc hiện tại Bến Lức 400.000 đồng, nhóm từ thiện chợ kênh nước mặn Long Hữu Đông 1.300.000 đồng, nhóm từ thiện chợ phường 6 500.000 đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hai Cơ Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Văn Trường 600.000 đồng, Trần Thị Bận cầm đầu 114 100.000 đồng, Chanh Cường Quyên 100.000 đồng. Đi Gia Thanh Sang, Thanh Tùng, Thanh Hiếu 200.000 đồng, Anh Hùng Phân, phường 2, thành phố Tân An 100.000 đồng, Gia Thùy Vũ 100.000 đồng, Nguyễn Thị My So 100.000 đồng, Gà Rán Hàn Quốc 248 Hùng Dương 100.000 đồng, Quán An Thu Tuyền 100.000 đồng, Hai Bé Mai Duyên 50.000 đồng, Thành Đạt Quang Vinh 50.000 đồng, Chị Tâm Bánh Canh, phường 2, thành phố Tân An 50.000 đồng, Châu Đắc Chí 50.000 đồng, Cô Phạm Thị Luận Bình Can 2 300.000 đồng, Khoa Dung Khôi thành phố Hồ Chí Minh 400.000 đồng, Ban Hộ Niệm Hoa Sen gia đình An Thiện Chánh Nghiêm Ánh Chứa Duyên Mỹ, Kim Tài Úc Nga, Hạnh Thái Tịnh Minh Như Bảo 300.000 đồng, gia đình Thiện Ân Tâm Hỷ 250.000 đồng, Lê Công Tâm phường 4 thành phố Tân An 100.000 đồng, Lê Thị Hồng Nhung phường 4 thành phố Tân An 100.000 đồng, Nguyễn Cao Nguyên Phạm Văn Nhị Nguyễn Cao Ngân Bình 250.000 đồng, gia đình anh Hùng Nam Cường phường 2 thành phố Tân An 500.000 đồng, anh Công Đạt phường 3 thành phố Tân An 250.000 đồng, Huỳnh Kim Ngân phường 3 thành phố Tân An 125.000 đồng, anh Đông công ty Đại Dương phường 6 thành phố Tân An 2 triệu đồng, Tịnh Thất Thiện Tài 400.000 đồng, nhóm cô Chính Nguyện, cậu Út, Diệu Hạnh, Út Thúy, Nam Chuyên, Tuấn Hồ, Bác Phúc, Phượng, Tám Nết, Út Tịch, Dũng Hoang, Betty, cậu Nhi 500.000 đồng. Gia đình Hồng Nẩm, Hồng Cúc, Hồng Đào 400.000 đồng, doanh nghiệp tư nhân Thanh Trâm, phường 6, thành phố Tân An 200.000 đồng, bà Út Lưới Bén, chợ Tân Trụ 200.000 đồng, ông bà nội Gia Bảo, Gia Minh 200.000 đồng, Quang Phúc, Thúy Hân 100.000 đồng, Kha Thị Minh Nguyệt, phường 4, thành phố Tân An 200.000 đồng,
Trần Ngọc Tới, phường 4, thành phố Tân An 100.000 đồng, Thêm Chính Nhẫn 50.000 đồng, Võ Thị Thu Thủy, khu phố 8, thị trấn Bến Lức 100.000 đồng, Kim Huê, Út Đức, Ánh Tuyết 150.000 đồng, Lê Trang Chinh 50.000 đồng, Quỳnh Văn Lập 200.000 đồng, Phạm Thị Kim Hiền 100.000 đồng, Gia Đình Hoàng Kim 100.000 đồng, Tiệm vàng Kim Thành Lý 200.000 đồng, Thu Xuân An Thạnh 50.000 đồng, Gia Đình ông Nguyễn Mạnh Tường 500.000 đồng, Trần Thị Hồng Dân An Thạnh 50.000 đồng, Nguyễn Ngọc Uyên Thi, thị trấn Bến Lức 100.000 đồng, Bà Sáu Nhường, Bến Lức 200.000 đồng, Chị Tuyết, AC2NK7679 200.000 đồng, Nguyễn Thị Huỳnh 200.000 đồng, Ngân hàng Sacombank chi nhánh Tân Thạnh 20kg gạo, Nhà trọ Ngọc Nga và ông quá cố Phan Thanh Tân 200.000 đồng, Chị Sen, phường 4, thành phố Tân An 50.000 đồng, Gia đình cô Lụa, cô Diệu, Kiến Tường 200.000 đồng, Ông bà nội Quốc Thảo, Tân Trụ 100.000 đồng, Bà nội Kim Yên, Tân Trụ 50.000 đồng, Ông bà nội Ngọc Tài, Tân Trụ 100.000 đồng, Tân Tú, thành phố Hồ Chí Minh 100.000 đồng, Tuyết Út 200.000 đồng, Trần Thị Thu Hà, Bến Lức 150.000 đồng, Nguyễn Thị Cẩm Giang, Bến Lức 100.000 đồng, Gia đình chị Thẩm, phường 4, thành phố Tân An 100.000 đồng, Thiên Ân, Trí Khang 100.000 đồng, Huệ Đức, Mỹ Qua, Huệ Chiếu 75.000 đồng, Tập thể công nhân tổ 2S2 Jordan, công ty Chinh Lu 500.000 đồng, Bình Sủng Liên 400.000 đồng, Lâm Anh, chợ Trạm 250.000 đồng, Nguyễn Thị Kiều, phụ tùng Honda Quỳnh Mai, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị Đũa 400.000 đồng, Bà Năm, cô Thích, cô Út Nháy, cô Hồng, cô Thu 250.000 đồng, Hai Bé, quận 12 100.000 đồng, Bà Lê Thị Trầu 200.000 đồng, Hai Bé, Chí Thiện, Minh Khuê 100.000 đồng, cô Thắm và Hai Bé, Hạnh Phúc 100.000 đồng, Tổ Phật Tử ấp Bình Điện 800.000 đồng, Mắt Kính Tân An 200.000 đồng, Chị Bích Hạnh, Cần Đước 100.000 đồng, Trịnh Thị Thu Hương, Khánh Hậu 100.000 đồng, chú Hai Cầu Voi, Khánh Hậu 100.000 đồng, Võ Tiến Thuận, Bến Lức 100.000 đồng, chú Tám Hé, Khánh Hậu 100.000 đồng, Trần Hùng Dũng, phường 3, thành phố Tân An 200.000 đồng, Nguyễn Văn Năm, Phạm Thị Nga, Võ Trang Tư, Thiều Thị Bé, Nguyễn Minh, Bé Hiếu 500.000 đồng, Ba Hưng, Tư Phương, Dì Sáu 150.000 đồng, Quán ăn Quỳnh Qua Tủ, phường 1, thành phố Tân An 500.000 đồng, Ngọc Anh 100.000 đồng, chú Thím Ba Lan, Bé Si Game, Bé Pau, Ngọc Quyền, Cầu Voi 400.000 đồng, nhóm từ thiện Nhân Thành Trung 400.000 đồng, tiệm vàng Kim Tuyền, phường 1, thành phố Tân An 500.000 đồng, chị Lan Anh, Hero, Quyên, Chọn, Hằng, Anh Lai, Anh Phước, Tư Hừng, Mai, Chị Hạnh, Ngân, Thịnh, Anh Minh 750.000 đồng, tiệm Hữu Lợi, Nguyễn Trường Quy 100.000 đồng, Yến Đồ Chai, Cốt Tà Hủ 200.000 đồng, nhóm từ thiện Dì Mười Nên 3.250.000 đồng, Mái Che Đức Phương, Sửa Xe Quân, Sửa Xe Tư Lâm, Phú Bột 400.000 đồng, Hiệu Trà Dự Dự, phường 1, thành phố Tân An 500.000 đồng, Cha Bé Ý, Bé Đào, Cầu Voi 100.000 đồng, Loan Thủy Sản, Cần Duột 200.000 đồng, Như Nguyện, phường 3, thành phố Tân An 50.000 đồng, Trịnh Hữu Phước, phường 1, thành phố Tân An 100.000 đồng, Trịnh Ngọc Giao 100.000 đồng, Bùi Chí Thải, Lê Thị Bảy, Bùi Chí Hùng 150.000 đồng, Bé Bùi Cha Tiến, Bùi Thanh Liêm, Nguyễn Thị Hồng Cúc, Tú Uyên 300.000 đồng, Bà Hồ Thị Mỹ Lệ, An Vĩnh Ngãi 100.000 đồng, Vợ Gạo Tám Trang, phường Tân Khánh 250.000 đồng, Ông Quá Cố, Tám Nhu, Trung Hòa 50.000 đồng, Bà Đoàn Thị Nam 50.000 đồng, Nhóm 6 Phòng Mẫu, Công ty Quản Diệt 250.000 đồng, Gia đình anh Nguyễn Hữu Quà 100.000 đồng, Gia đình Lý Minh Bình Dương 500.000 đồng, Dương Thị Mai Hạnh, Mai Châu, Hữu Nghĩa, Minh Rạng, Ngọc Hạnh, Minh Hiền, Thái Thị Tiếu, Bốn Bé, Đông Bi Khôi Anh, ấp 5 Phước Đông Cần Đước 400.000 đồng, Võ Thị Lụa 200.000 đồng, Nguyễn Văn Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 400.000 đồng, Gia đình Sáu Nhỏ, và Bé Quỳnh Anh 250.000 đồng, Quỳnh Thị Hiếu Đức Quà 100.000 đồng, Mai Lệ Xuân Thủ Thừa 100.000 đồng, Ban Hành Thiện Thánh Thất Cao Đài Long Hiệp 1.300.000 đồng, Thánh Thất Cao Đài xã Phước Lại Cần Duột 4.000.000 đồng, Tập thể Công nhân Công ty Mai Đăng Khoa 1.000.000 đồng, Võ Văn Tâm Đức Quà 300.000 đồng, Lâm Ngọc Tuyết Bến Tre 300.000 đồng, Nguyễn Thanh Xuân Thành phố Hồ Chí Minh 300.000 đồng, tổng cộng 30.850.000 đồng và 20kg gạo. Chúng tôi rất cảm ơn quý vị khán giả, những nhà hảo tâm đã đóng góp giúp đỡ và tấm lòng của quý vị sẽ sớm đến được với bà Trần Thị Xem. Chương trình Vượt Qua Hiểm Nghèo tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 19:55 thứ tư tuần sau.